Chiều ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ tổng kết khen thưởng vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở SEA Games 31. SEA Games 31 đã khép lại với thành tích nhất toàn đoàn ấn tượng của đoàn thể thao Việt Nam khi giành tới 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng. Và vào chiều nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ tổng kết khen thưởng các vận động viên tập thể đã thi đấu xuất sắc tại Đại hội Thể thao khu vực vừa qua. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự trao huân chương lao động hạng nhì cho các tuyển thủ. Đó là Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên của bơi, Nguyễn Thị Oanh của điền kinh và Nguyễn Thị Hương của đua thuyền canoeing. Thật sự thì em đang rất là hạnh phúc và tự hào khi mà với những sự cố gắng quyết tâm của mình thi đấu trong những năm qua và cho đến thời điểm hiện tại thì em đã được Đảng và Nhà nước cùng các cấp rất là quan tâm và trao tặng em một huân chương lao động hạng nhì. Đó là một tài sản vô giá đối với em trong sự nghiệp của em ạ. Khi mà em biết tin là em nhận được huân chương lao động hạng nhì á, em cảm thấy là vui và rất là hạnh phúc khi mà mọi sự nỗ lực của mình á đều được là mọi người nhìn thấy và qua đó là đem được nhận huân chương lao động hạng nhì. Và đó cũng chính là một động lực để có thể là sang năm có thể là phấn đấu đạt được nhiều thành tích ở tại ASEAN Games và SEA Games. Ngay sau màn tuyên dương 4 vận động viên xuất sắc kể trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tặng huân chương lao động hạng 3 cho 2 tập thể là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam trước thành tích giành huy chương vàng SEA Games 31. Bên cạnh đó, 19 vận động viên cũng được nhận quyết định nhận huân chương lao động hạng 3 với thành tích nổi bật tại SEA Games 31. Trong đó có những gương mặt sáng giá như Quách Thị Lan, Lo Thị Hoàng, Đinh Phương Thành, Phạm Thanh Bảo hay Phạm Thị Hồng Thanh. SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5, ghi nhận nỗ lực tuyệt vời của chủ nhà Việt Nam trong công tác tổ chức giữa bối cảnh dịch Covid-19 mới tạm lắng xuống. Cũng tại buổi lễ, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn đã báo cáo tóm tắt về thành tích của đoàn. Trong tổng số 40 môn tham dự, có 38 môn đạt huy chương, chiếm 95%. Chỉ có 2 môn là không đạt huy chương, đó là golf và bowling. Biệt, trong tổng số 41 kỷ lục SEA Games được thiết lập, các vận động viên Việt Nam xác lập 21 kỷ lục mới ở các môn điền kinh, bơi, cử tạ, xe đạp và lặn.